Đó, quay đi làm luôn đây. Bởi vì ban tổ chức in nhiều vé quá, cho nên bán hai dòng rồi mà chưa hết. Không phải quý vị, không phải vì ban tổ chức làm như vậy đâu, nhưng mà ban tổ chức muốn chứng tỏ rằng tấm lòng của mình lớn hơn những gì chúng tôi có. Vàng luôn nè. Mày luôn như đây. Xong rồi có bánh kẹp. Hấp dẫn không? Vừa giòn vừa nóng, vừa thổi vừa ăn. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Quang Dương đang ở Richmond, Virginia. Tổ chức đêm già vũ countdown cho Tết New Year. Đang trong bếp ăn dụng. Ở ngoài đang bán vé số. Wow. Ben, dàn Ben thì bên ngoài chúng đây. Nè, Phạm Toàn cũng mua 8 vé ha, bỏ vô túi, nhưng mà chút xíu không có đưa ra sổ đâu, quý vị đừng có lo. Đó quý vị, còn ở đây nè.